Bạn nhỏ nào là fan của cô bé quàng khăn đỏ, cô bé lọ lem, nàng bạch tuyết, công chúa ngủ trong rừng, nàng tiên cá thì bố mẹ rinh luôn bộ này đi ạ. Reading with Phoenix, chuyện cổ tích vừa nuôi dưỡng tâm hồn, vừa giúp con bổ sung vốn từ, học phonics. Các bé vừa được đọc chuyện cổ tích, vừa học phonics kết hợp. Mỗi cuốn truyện tập trung khai thác một âm ki sao khác nhau như O, Ao, U, A, vân vân. Bộ sách là 10 câu chuyện cổ kinh điển rất quen thuộc, nhưng lại được biên soạn đặc biệt để giúp các bé học phonics dễ dàng và hiệu quả hơn. Mỗi cuốn gồm 3 phần. Phần hướng dẫn rất chi tiết cụ thể, giúp các con hiểu được nội dung cũng như yêu cầu, mục đích của từng phần trong sách, từ đó có thể dễ dàng khai thác triệt để tối đa công dụng của bộ sách. Phần nội dung truyện, hình ảnh sống động cùng lối hành văn dễ thương, dễ dàng thu hút và làm tăng hứng thú cho các con. Phần bài tập giúp các bé ôn luyện lại kiến thức các âm đã học trước đó, từ đó các con sẽ dễ dàng nắm vững và ghi nhớ lâu hơn. Sách khổ A5, 32 trang trên cuốn, giấy bóng. Để xem nội dung chi tiết hơn, bà mẹ kích vào đường link ở bên dưới hoặc cần tư vấn thêm liên hệ đến hotline hoặc inbox cho Xúc.